biết người tốt thì xem gác bếp, muốn hai người đẹp thì xem áo quần. Người phụ nữ giỏi may thêu được cả cộng đồng đề cao, tôn trọng. Và thêu dệt như một nghề bắt buộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trang phục của phụ nữ Thái gồm có váy, áo, khăn và đồ trang sức. Chiếc áo ngắn, sửa cỏm, bó sát thân người, khoe phần ngực và eo người phụ nữ. Sửa cỏm Thái thường đính một hàng cúc bạc lấp lánh, gọi là mắc pén. Hàng cúc này có hoa văn hình các con côn trùng, hoa lá, tượng trưng cho sự kết hợp nam với nữ, đực với cái, tạo nên sự trường tồn của loài giống. Hiện nay, cùng với cuộc sống hiện đại, các dân tộc đã tận dụng những chất liệu vải đẹp, bền và màu sắc thời trang, nhưng vẫn giữ được màu chủ đạo truyền thống của mình. Điều này chứng tỏ các dân tộc đã có sự giao thoa, gắn kết, mang tính cộng đồng cao, cùng nhau làm nên những mảnh ghép lung linh của cuộc sống, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, trang phục các dân tộc đã có sự cải biên, nâng cao mà vẫn giữ được giá trị truyền thống. Trang phục của các cô gái được trình diễn vừa tiên tiến vừa đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng lại mang hơi thở của cuộc sống hiện tại. Nổi bật vẫn là nghệ thuật tạo hình. Những bộ trang phục cải biên được dùng các chất liệu vải mềm mại hơn, màu sắc tươi sáng, phong phú mà không tốn quá nhiều công sức.